Thanh Hùng Fossil đi cùng cả bóng đá. Ghét Thanh Hùng, sắm giày chính hãng. Với nhiều thay đổi trong đội hình, Maguire và nhiều ngôi sao đã trở lại đội hình chính, nhưng Man United thể hiện lối chơi không còn hiệu quả như 4 vòng đấu gần nhất tại Premier League. Kết quả, Man United đã phơi áo trước Real Sociedad trong trận đấu mở màn vòng bảng Europa League. Giữa hiệp 2, Lisandro Martinez trong nỗ lực cản phá cú sút của David Silva đã để bóng chạm tay trong vòng cấm, trọng tài cho đại diện của Tây Ban Nha hưởng một quả phạt đền. Và từ khoảng cách 11m, Bryce Mendes đã không mắc bất kỳ sai lầm nào để đâm bàn David De Gea ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Trận thua trước Sociedad đã khiến mạch thắng của thầy trò Erik ten Hag phải dừng lại ở con số 4. Ở trận đấu gặp Zurich tại Thụy Sĩ, Mikel Arteta tung ra sân đội hình gồm phần lớn các cầu thủ dự bị. Đáng chú ý trong số này là bộ đôi Marquinhos và Nketiah. Đây là trận đấu ra mắt Arsenal của Marquinhos và là trận đá chính đầu tiên của Nketiah mùa này. Marquinhos có được một bàn và một kiến tạo cho Nketiah ở trận đầu tiên thi đấu cho Arsenal. Màn ra mắt như mơ của tân binh người Brazil góp công lớn giúp pháo thủ giành chiến thắng ở lượt trận đầu tiên bảng A Europa League. Với chiến thắng 2-1 này, Arsenal đứng đầu bảng A với 1 điểm, nhiều hơn PSV và Bodo Glimt khi hai đội này cầm chân nhau với tỷ số 1-1. Cũng ở lượt trận một vòng bảng Europa League, Lazio đánh bại Feyenoord với tỷ số 4-2. Nó có được chiến thắng 2-1 trước Olympiacos. Vinyas Veda để thua 0-1 trước Monaco. AEK Lacana để thua 1-2 trước Gen. Fenerbahce nhận chiến thắng 2-1 trước Dynamo Kiev. Không lâu sau khi sa thải Thomas Tuchel, Chelsea đã bổ nhiệm được người mới. Người được chọn không ai khác là Graham Potter. Cuộc đàm phán giữa đôi bên đã diễn ra rất tích cực bởi cá nhân Graham Potter rất muốn phát triển trong sự nghiệp huấn luyện của mình. Tôi rất tự hào khi được trở thành huấn luyện viên của Chelsea, một đội bóng tuyệt vời. Tôi háo hức được làm việc với các lãnh đạo của họ và những cầu thủ xuất sắc tại đây. Tôi muốn phát triển đội bóng và văn hóa mà các cổ động viên có thể tự hào. Trước khi đến Chelsea, Graham Potter đã gây ấn tượng cùng với Brighton ở Premier League mùa này. Sau 6 vòng đấu, Mông Biển đã giành đến 13 điểm và hiện xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng. Loris Karius đang trong các cuộc đàm phán cuối cùng để chuẩn bị hoàn tất hợp đồng với Newcastle. Thủ môn người Đức gần như chỉ còn bước kim trai tới bắt buộc trước khi đặt bút ký vào hợp đồng ngắn hạn có thời hạn một mùa. Thương vụ này khiến không ít người bất ngờ vì Gareth từng là thủ thành thảm họa của Liverpool và thi đấu sa sút trong vài năm qua. Thực tế, Loris Karius được rất nhiều câu lạc bộ liên hệ sau khi chính thức rời Liverpool. Vì vậy, thủ thành người Đức khó khước từ một lời đề nghị hấp dẫn từ một đội bóng tại giải ngoại hạng Anh như Newcastle. Trong điều khoản hợp đồng, Atletico Madrid buộc phải mua Đức Antoine Griezmann với 40 triệu euro nếu như tiền đạo này chơi 45 phút trong 50% số trận thi đấu ở mùa trước và mùa này. Do không muốn mua Đức Griezmann, Simeone thường xuyên tung anh vào sân từ ghế dự bị. Chia sẻ về điều này, Griezmann cho biết anh muốn được ra sân nhiều hơn. Tôi muốn được thi đấu nhiều hơn, do vậy tôi phải cố gắng hết khả năng của mình với những cơ hội được trao. Dù chỉ vào sân từ ghế dự bị, nhưng Crazy đã ghi được 3 bàn sau 5 trận đấu trên mọi đấu trường. Ở trường gặp Porto tại vòng bảng Champions League, tiền đạo người Pháp đã ghi bàn ở phút 90-11. Sau ca phẫu thuật về chấn thương đầu gối, Pogba dự kiến sẽ trở lại vào đầu tháng 11. Anh cần 8 tuần để hồi phục sức khỏe. Bác sĩ Rossi tại bệnh viện Mauriziano cho biết. Theo thống nhất từ đội ngũ y bác sĩ của Juventus, Pogba cần 8 tuần trước khi trở lại tập luyện. Đây là khoảng thời gian dự kiến ban đầu, sau đó chúng tôi phải đánh giá lại tình hình và đưa ra lộ trình hồi phục chấn thương phù hợp. Trở lại vào đầu tháng 11, Pogba sẽ có khoảng 3 tuần để tập luyện và lấy lại cảm giác thi đấu. Nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, tiền vệ này sẽ kịp tham dự World Cup 2022. Với chênh lệch về mặt đẳng cấp, Hà Nội dễ dàng giành chiến thắng đậm trước đối thủ đến từ giải hạng nhất là Bình Phước. Thực tế, phong độ của hai đội bóng này trong thời gian qua là rất trái ngược. Trong 5 trận gần nhất, Bình Phước đã đi thua đến 4 trận. Lúc này, họ đang đứng cuối bảng tại giải hạng nhất với chỉ 7 điểm sau 14 vòng đấu. Tuấn Hải, Văn Tùng, Duy Mạnh và cú đúp của Văn Quyết đã khép lại trận đấu với chiến thắng 5-0 cho đại diện thủ đô. Hà Nội sau khi đánh bại Bình Phước cũng đã giành tấm vé vào bán kết cúp quốc gia. Đối thủ của họ sẽ là Hoàng Anh Gia Lai.